Tôi báo cáo các ông chí vào thắp hương ở nghĩa trang ra là không đi được, ai cũng chặn mặt, tôi trèo lên ô tô rồi mà vẫn cứ giật cửa đòi bắt tay. Thế người ta rất trân trọng, không phải trân trọng cá nhân tôi, mà người ta trân quý cái tình cảm của quân đội, trách nhiệm của người lính. Mà tôi là đại diện cho quân đội vì tôi đứng đầu quân đội, báo cáo với các ông chí. Mình cũng thấy cái đấy mà để cố gắng làm lên. Thank you.